จนเครียดเลิกเหล้าทำงานเก็บเงินใช้หนี้ทำงานเก็บเงินได้เรียนมีกินช่วยเหลือฉลาดชาติเจริญไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้แค่เลิกเหล้าเนี่ยHi, chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và lại là mình Nami đây. Ngày hôm nay thì sản phẩm mà mình sẽ review cho các bạn không phải là màn hình, cũng không phải là PC và đặc biệt là càng không phải là laptop. Mà ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn đến một bộ máy rất hữu ích hỗ trợ cho các bạn nào đang có ý định khởi nghiệp kinh doanh buôn bán. Và xin giới thiệu với mọi người sản phẩm chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là một bộ máy Boss có mã là ZK1515CE. Nhìn qua thì em nó cũng khá bình thường phải không anh em? Nhưng mà nhỏ mà có võ đó nhé. Chúng ta sẽ có một bộ máy bán hàng với màn hình chính rộng tới 15 inch. Em nó khá nhỏ gọn khi để trên bàn, không chiếm quá nhiều diện tích nếu kể cả là ở một cửa hàng vừa và nhỏ. Đi kèm với nó là bộ quà tặng bao gồm có một máy in hóa đơn HBRT TB80BE khổ 80mm, hai là ngăn kéo đựng mắc cốp M405 có chức năng kết nối với máy in hóa đơn. Và thứ ba đó chính là một máy quét mã vạch 1D Cyber XB2058. Đi cùng là 10 cuộn giấy in hóa đơn K80 và tổng trị giá của phần quà tặng này lên tới là 5 triệu đồng khi mà các bạn mua chỉ duy nhất có em máy Boss ZK1515CE này thôi. Để giải thích rõ hơn cho anh em về một máy bán hàng hay là máy bán hàng Boss thì ở đây đó là một cái công cụ để hỗ trợ cho mọi người trong những cái công việc là thanh toán hay là xử lý thanh toán một cách đơn giản, nhẹ nhàng và an toàn hơn. Và với một bộ máy Boss như thế này thì chúng ta sẽ có các cái thiết bị đi kèm. Ở đây thì chúng ta sẽ có kèm theo là một máy quét mã vạch này, một máy in hóa đơn và đặc biệt theo đó là một két tiền sẽ giúp cho cái công việc thanh toán của các bạn diễn ra nhanh chóng, thuận tiện cũng như là bảo mật hơn sau cái việc sau này khi mà các bạn tổng hợp về cái đơn hàng của mình. Bên cạnh đây có hai cổng cắm USB. Ở đằng sau lưng của máy thì có đầy đủ cổng cắm kết nối gồm có 3 cổng USB 2.0 này, một cổng USB 3.0, một cổng RS232, DB15, RJ45. Dễ dàng trong cái việc cắm thêm các thiết bị mà hầu hết ở đây là những thiết bị được tặng kèm khi mà mua bộ máy này. Khi mà các bạn có ý định mở một cửa hàng để kinh doanh thì ngoài cái việc là các bạn phải tìm nguồn hàng ở đâu để mang về bán thì cái việc quan trọng hơn hết khi mà các bạn kinh doanh đó chính là quản lý doanh thu của cửa hàng mình, quản lý cái việc nhập xuất cũng như là cái hóa đơn hàng ngày bán hàng ra làm sao thì cực kỳ là quan trọng. Thế nên là với cái bộ máy Boss ZK1515CE này thì mình nghĩ là sẽ giải quyết hết những cái vấn đề đó giúp cho các bạn, bởi vì là em nó có thể tích hợp với nhiều những cái phần mềm hỗ trợ thanh toán như là Sabo này, Kiosk Việt hay là Post 365. Thì cái công việc quản lý thu chi của bạn sẽ cực kỳ đơn giản và nhẹ nhàng hơn đấy. Bây giờ thì mình sẽ test thử cái chức năng bán hàng cho các bạn. Và mình sẽ mô tả ở đây là một cửa hàng kinh doanh tạp hóa nhỏ lẻ. Các bạn có thể check mã code sản phẩm bằng máy quét mã vạch 1D Cyber XB2058 ở đây, nhập mã sản phẩm và giá cùng với đó là số lượng hàng tồn còn lại trong kho. Sau đó thì sẽ quét mã sản phẩm khi mà khách mua hàng và in hóa đơn. Khi mà in hóa đơn thì ngăn kéo đựng tiền sẽ tự động mở ra, rất dễ dàng và tiện lợi phải không nào? Và hiển nhiên tất cả dữ liệu sẽ được lưu trữ và để các bạn kiểm tra doanh thu từng ngày, trong tháng và trong năm một cách dễ dàng. Và ở đây thì tính tiện dụng được nâng cao hơn khi mà nhà sản xuất trang bị cho em máy này một màn hình cảm ứng. Cái việc này sẽ giúp cho các bạn tiện lợi hơn trong cái việc thanh toán mà không cần dùng đến chuột và bàn phím. Tuy nhiên ở đây thì mình cũng lưu ý rằng là các bạn cũng vẫn nên cần có một bộ chuột và bàn phím không dây ở đây để tiện cho cái việc khi mà chúng ta quét mã vạch không ra hay đơn giản là chúng ta nhập liệu số liệu hàng hóa các thứ vào đây. Và việc được tích hợp một em màn hình cảm ứng xịn sò như thế này vào trong bộ máy thì cái việc thanh toán cho khách hàng của các bạn sẽ trở nên tiện lợi và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Và túm lại tại đây thì mình cảm thấy là bộ máy này sẽ phù hợp với rất nhiều những cửa hàng hiện tại, kể cả là với một đứa kiểu chuẩn bị thi trượt và khởi nghiệp như mình như thế này. Về những cái tính tiện dụng cũng như là những gì mà em ZK1515CE này mang lại. Và đặc biệt hơn nữa là ở tại Hà Nội Computer thì có rất nhiều những cái bộ máy Boss khác có giá từ 8 triệu đồng trở lên. Nếu như các bạn nào đang có ý định kinh doanh hoặc đang kinh doanh mà chưa có những cái sản phẩm như thế này thì có thể đến Hà Nội Computer cơ sở gần nhất để tham khảo nhé. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ bách em lấy máy này về và kinh doanh thôi. Còn vấn đề bây giờ mình đang đau đầu suy nghĩ nhất đó là khách hàng ở đâu?